các cán bộ hướng dẫn cứu sinh đã và đang tham gia công tác đào tạo sau học của nhà trường. Xin trân trọng. Năm 1966 của Hội đồng Chính phủ ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Trường đã truy xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo các quy định liên quan đến nhà trường. Trưởng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hòa ký Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng Trường đã truy xuất. Kính thưa toàn thể các thầy các cô, cho các tân tiến sĩ và thạc sĩ được đào tạo tại trường đại học xây dựng, rất đáng tự hào cùng với các hoạt động khác, hoạt động sự phối hợp, sự giúp đỡ, niềm vui và niềm tự hào ngày hôm nay. Cao, xin chào mừng và cấp bằng tiến sĩ. Năm, Trịnh Anh Tuấn. Giáo sư tiến sĩ Phan Công Minh đã ký tự công nhận và cấp bằng thạc sĩ. Cái gì đã thay đổi một cái. Bố là 12, Tân Hùng. Trong 41 người thì có 29 cao của các ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Trẻ chúng em quan tâm